các bạn đã đến với duytom.com. Có rất nhiều bạn hỏi rằng Nikon D3400 có tốt không? Và nếu so với chiếc Canon 700D thì em nên lấy chiếc nào? Hai chiếc đều có giá tương đương vào khoảng 9,2 triệu. Rất may là Duytom đã mượn được từ shop Giang Duy Đạt một chiếc Nikon D3400 và có điều kiện để làm video so sánh này. Về cảm quan bên ngoài, Canon 700D to hơn Nikon D3400. Nó cũng nặng hơn khoảng 2 lạng, 580g so với 395g. Về màn hình, 700D là màn hình xoay gập và cảm ứng, rất tiện lợi trong việc chụp, quay phim, selfie. Còn D3400 thì vẫn trung thành với màn hình phẳng, truyền thống và không có cảm ứng. Về giao diện, 700D vẫn dùng giao diện truyền thống của Canon từ nhiều năm nay. Giao diện này mãi tới đời 800D mới có bước ngoặt hoàn toàn khác. Còn D3400 thì giao diện được thiết kế rất đẹp và bắt mắt. Về cách điều khiển, với 700D ta thay đổi tốc độ bằng bánh răng phía trên. Chỉnh khẩu độ vẫn bằng bánh răng đó và ấn đồng thời nút AV. Với ISO, ta ấn nút ISO và xoay bánh răng. Mọi thao tác có thể chỉnh bằng một tay khá dễ dàng. Với D3400, ta chỉnh tốc độ bằng bánh răng phía sau. Chỉnh khẩu độ, ấn nút AV phía trên và xoay bánh răng đó. Chỉnh ISO thì hơi phức tạp hơn một chút. Ta phải ấn nút FN phía trước máy và xoay bánh răng. Thao tác cần dùng bằng cả hai tay. Và sau đây là phần so sánh chính, chất lượng ảnh của hai máy. Duytom sẽ dùng hai máy với lens kit 18-55, tất cả các thiết lập mặc định, chụp cùng vị trí, cùng thời điểm, cùng thông số. Và ta hãy xem kết quả như thế nào. Với tấm ảnh đầu tiên, ta sẽ thấy màu sắc của Nikon có vẻ tươi hơn, ảnh cân bằng hơn Canon. Bạn hãy chú ý vào vùng tối như thế này, Nikon xử lý tốt hơn, chi tiết sáng và rõ, còn Canon thì tối mờ mờ. Điều này cũng là đúng vì theo đo đạc, dynamic range của D3400 lên tới 13.9, trong khi 700D chỉ được là 11.2. Tiếp tục test khả năng xử lý tương phản, ở đây ta có tấm ảnh tương phản rất cao. D3400 tỏ ra vượt trội hẳn ở xử lý vùng tối, các chi tiết lên tốt hơn nhiều so với 700D, màu sắc cũng tươi sáng hơn. Giảm sáng để lấy chi tiết ngoài cửa sổ, ta thấy không chỉ máy D3400 tốt hơn mà có vẻ lens kit của Nikon cũng khá hơn. Các chi tiết ngoài cửa sổ của Nikon tốt hơn nhiều so với Canon. Tuy nhiên rất tiếc là D3400 không có HDR, trong khi 700D thì có. Và điều này phần nào kéo lại được chỉ số dynamic range yếu đuối của 700D. Với chụp ảnh đường phố, ta gần như không thấy khác biệt gì cụ thể về màu sắc ngoài việc Nikon hơi ám vàng. Còn xử lý tối tốt hơn thì đã đề cập từ phần trên. Trong phần chân dung, sự khác biệt cũng không đáng kể. Nếu soi rất kỹ thì sẽ thấy Nikon có sắc vàng, còn Canon thì hoàn toàn hồng. Nhìn chung với ảnh gốc, bạn sẽ thấy không khác nhau gì nhiều về màu. Cũng cần nói thêm rằng về chi tiết thì Nikon rất nét, nét đến tận rìa ảnh. Như các bạn thấy phần tán cây hoặc người đứng tít xa ở đây, Nikon tái hiện chi tiết rất tốt. Còn phía Canon thì rìa ảnh đã bị soft và mờ. Nói chung với cảm biến 24 megapixel, D3400 cho chất lượng ảnh cải thiện khá rõ rệt so với 700D chỉ với 18 megapixel. Về quay video, có thể nói chất lượng hình ảnh và độ nét của D3400 tốt hơn, chuyển động cũng mượt hơn do máy có thể quay Full HD ở 60 khung hình trên giây. 700D chỉ quay được 30 mà thôi. Về chống rung, cả hai máy đều phụ thuộc chống rung trên lens, ta thấy không có sự khác biệt gì. 700D tự động tính toán độ sáng có vẻ hợp lý hơn, D3400 ta thấy khung cảnh hơi tối. Điều tương tự với khung cảnh tương phản cao này, D3400 cho toàn hình tối đen, còn 700D cho hình ảnh tốt hơn nhiều. 700D cũng lấy nét bằng cách chạm màn hình nên các thao tác quay dễ và quen thuộc như điện thoại di động, và nó tiện hơn nếu bạn định thiên về quay video. Về hậu kỳ trên máy, Canon có 7 hiệu ứng truyền thống đã duy trì qua nhiều năm gần đây. Đó là hiệu ứng đen trắng, soft focus, fish eye, tranh vẽ, toy camera và miniature. Còn D3400 thì có tới 18 hiệu ứng. Nó không khác gì chiếc D7100.
Các hiệu ứng phong phú gồm có từ chỉnh màu, đơn sắc, cho tới tranh vẽ chì, tranh vẽ nước, fish eye, miniature, vân vân. Tính năng khá hay nữa của D3400 mà 700D không có là kết nối điện thoại qua ứng dụng SnapBridge. Lưu ý ứng dụng này chỉ đồng bộ ảnh của bạn sang điện thoại chứ nó không điều khiển được máy ảnh. Với tính năng này, trong các chuyến đi du lịch, bạn sẽ không cần máy tính hay đầu đọc thẻ nữa. Ảnh chụp xong sẽ tự động bắn sang điện thoại và bạn chỉ việc up Facebook, Twitter, Instagram luôn, rất tiện. Nói tóm lại, nếu bạn là người quan tâm chất lượng ảnh nhiều hơn, 3400 là dành cho bạn. Ảnh của nó hơn tương đối so với 700D. Còn nếu bạn thích sự tiện lợi trong cách điều khiển, quay video nhiều hơn thì hãy chọn 700D. Duy Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video sau.